Từ sáng sớm mùng 1 Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, các tuyến đường ở các quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh khá yên bình. Thời tiết mát mẻ nên người dân tranh thủ đổ về các khu vực trung tâm, đường hoa, khu vui chơi để tham quan chụp ảnh kỷ niệm. Từ khoảng 7 giờ sáng, xe cộ lưu thông khá thưa. Các tuyến đường như Phạm Văn Đồng, xa lộ Hà Nội, thành phố Thủ Đức, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, quận Bình Thạnh, quận 3, Hoàng Văn Thụ, Trường Sơn, Cộng Hòa, quận Tân Bình, không ùn tắc như mọi ngày. Nhiều người dân tranh thủ đổ về các khu vực đường hoa, khu vui chơi, đi lễ đền chùa, nhà thờ đầu năm mới để nguyện cầu mong gia đình hạnh phúc bình an và chụp ảnh kỷ niệm. Chị Mỹ Duyên, sinh năm 1996, ngụ thành phố Thủ Đức, chia sẻ: "Hôm nay chị gọi con dậy sớm hơn thường lệ và cùng gia đình người thân ra nhà thờ Đức Bà, đường hoa Nguyễn Huệ, hồ Con Rùa để tận hưởng không khí đầu xuân. Con tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, ngoài người dân du xuân, còn có nhiều du khách nước ngoài cùng tham quan đón xuân tại đây khi đến du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh đúng dịp Tết Nguyên Đán. Một số du khách còn chọn xe đạp đi lại để ngắm phố phường ở các tuyến đường quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ để tận hưởng không khí ngày đầu xuân ở thành phố mang tên Bác."